và phải nói rằng không 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 nói được nên lời luôn, rất hạnh phúc. Phía câu lạc bộ cũng sẽ mong muốn Quang Hải sẽ sau khi hết 3 năm đó, Quang Hải sẽ gắn bó tiếp tục với câu lạc bộ dù trên cương vị cầu thủ hay ở một vị trí vai trò khác, và mong rằng thì trong cái mùa giải tới cũng như các mùa giải tiếp theo thì Quang Hải cũng sẽ tiếp tục phát huy được cái phẩm chất trước tiên là cái đạo đức lối sống của Quang Hải cũng đã rất là tốt và rất là phù hợp với lại ngành công an rồi. Thế thì mong bạn tiếp tục phát huy được cái năng lực của mình, luôn là cái chỗ dựa tin cậy cho các cầu thủ trong câu lạc bộ, cũng như là cái niềm cảm hứng để cho các cái thế hệ trẻ của câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ học tập bạn để phấn đấu đạt được những cái thành tích như bạn đã đạt được cùng với câu lạc bộ bóng đá Hà Nội nói riêng cũng như là các câu lạc bộ bạn đã từng tham gia. Thì hôm nay thực sự là một ngày phải nói là rất là hạnh phúc vì em Quang Hải tiếp tục được gắn bó, tiếp tục được thi đấu dưới màu áo của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ở đây em nghĩ là đây là một cái sự ghi nhận của ban lãnh đạo đối với bản thân em để tiếp thêm cho em những cái nguồn động lực để tiếp tục cố gắng nỗ lực hơn nữa ở những mùa giải tiếp theo và còn ở tương lai nữa. Thì với cá nhân em thì với những mục tiêu với cá nhân em thì em muốn là đóng góp nhiều hơn nữa, thật nhiều, và không ở khía cạnh, không chỉ ở khía cạnh chuyên môn mà ở những cái khía cạnh bên ngoài, và để làm sao để giúp ích được nhiều hơn nữa, đem lại được nhiều những thành công, những thành tích để đáp ứng được cái sự kỳ vọng của ban lãnh đạo cũng như là người hâm mộ của đội bóng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Nói là đây là một trong những quãng thời gian mà hạnh phúc nhất của cuộc đời em. Thì một lúc em đón hai tin vui và phải nói rằng không 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 nói được nên lời luôn, rất hạnh phúc. Em nghĩ là em có những cái buổi làm việc và nói chuyện cũng như là gặp mặt với cả lãnh đạo câu lạc bộ, và em cũng nhận thấy được cái sự đồng hành cũng như là cái sự tin tưởng. Và trong tương lai thì em nghĩ rằng là với cái sự quan tâm của lãnh đạo như này thì đội bóng sẽ đạt đến những cái thành công
mà em nghĩ là nó sẽ chung với cả cái mục tiêu của bản thân em. Như cái điều mà em vừa nói thì thực sự thì bóng đá thì nó sẽ thay đổi từng ngày, và khi mà em thì em sẽ khi mà làm việc thì sẽ có rất nhiều, đương nhiên sẽ có rất nhiều các sẽ có rất nhiều các đội bóng sẽ tiếp cận mình, nhưng mà đối với em thì em sẽ lựa chọn một cái đội bóng mà nó phù hợp với em nhất và nó cùng với cái quan điểm, cái mục tiêu để em hướng tới. Đối với em, khi mà em làm việc với câu lạc bộ thì cái việc mà em cũng như là ban lãnh đạo, chủ tịch câu lạc bộ nói đến nhiều hơn không phải là phí ở đây, mà ở đây có nghĩa là cái sự những cái thành tích, những cái điều mà cái mục tiêu mà để em hướng đến. Đấy là cái điều mà em sẽ bàn luận với nhau nhiều hơn về những cái mà khi mà mình cùng với nhau một cái mục tiêu thì em nghĩ rằng là cái phí thì nó chỉ là con số thôi. Và bọn em và ban lãnh đạo thì cùng nhau thì ngồi với nhau để cùng nhau để tìm một cái hướng hài hòa nhất, như là những cái mà để phù hợp nhất. Thì đối với em và lãnh đạo câu lạc bộ thì làm sao mà để xây dựng đội bóng, cùng nhau xây dựng đội bóng để đội bóng cũng ngày càng lớn mạnh hơn và cũng đạt được nhiều những thành tích trong tương lai hơn. Vì câu lạc bộ năm tới sẽ đá cả cúp Đông Nam Á nữa, thì đấy cũng là cái mục tiêu của em, để em mong muốn được bản thân cũng như là đội bóng sẽ được thi đấu ở một cái môi trường cao hơn, và để hình ảnh đội bóng cũng được phát triển mạnh mẽ hơn, rộng rãi hơn. Và cá nhân em thì cũng mong muốn sẽ đạt được những cái thành tích quốc tế cùng với câu lạc bộ. Em thì em nghĩ rằng đối với bản thân em, từ trước giờ em suy nghĩ thì không có cá nhân nào hơn tập thể cả. Và với cá nhân em thì em luôn cố gắng làm sao mà để đóng góp tốt nhất, đóng góp nhiều nhất và đem lại nhiều những thành công cho câu lạc bộ thôi. Chứ còn không có biểu tượng nào mà lớn hơn biểu tượng câu lạc bộ cả. Cá nhân em thì chỉ cố gắng đóng góp những cái công sức mà những cái mà khả năng tốt nhất của em đóng góp cho câu lạc bộ thôi. Em nghĩ rằng sau khi mà kết thúc mùa giải 2023 thì đúng không, mọi người thấy rằng là khi mà trở về từ châu Âu thì nó cũng gặp một cái vài vấn đề khi mà mình ít được thi đấu, và cái cảm giác bóng cũng như là thể lực của mình sẽ gặp vấn đề. Nhưng mà khi mà hướng tới mùa giải tiếp theo thì em nghĩ rằng là toàn đội cũng như cá nhân em đã có được cái sự hỗ trợ tốt, từ đầu tiên là ban lãnh đạo, sau đó là huấn luyện viên, mọi thứ và mọi thứ trở dần lên tốt hơn, và cá nhân em cũng vậy. Khi mà mọi thứ nó trở vào quỹ đạo của nó thì em nghĩ mọi thứ nó rất là tốt, và đấy là cái tiền đề để cá nhân em cảm thấy rất là hạnh phúc khi ở đây, và em hướng tới những cái điều trong tương lai và tiếp tục đóng góp những điều tốt hơn nữa để mang về những cái thành tích cao hơn. Em nghĩ rằng là em chỉ chia sẻ về vấn đề cá nhân của em thôi, vì em cảm nhận được thì đối với em thì tất cả các huấn luyện viên đến đây đều mong muốn rằng là sẽ đem những điều tốt nhất của bản thân mình dành cho các cầu thủ thôi, không riêng về một cầu thủ nào cả đâu. Và với cá nhân em thì vì em chỉ cố gắng làm sao mà làm tốt nhất những cái gì mà mình có, thì nó đóng góp vào những cái gì mà nó thể hiện ở trên sân, thì em nghĩ đấy là cái sự ghi nhận của huấn luyện viên trưởng dành cho cầu thủ thôi. Và mỗi khi mà đấy là cái nguồn động lực to lớn để cầu thủ mỗi khi ra sân thì nó có được cái sự tự tin để có thể thể hiện tốt nhất thôi. Nói chung là hôm nay ấy, là tôi được rất chi là vinh dự. Và cái thứ nhất, thứ hai đã là tôi được cả hai cái niềm vui. Là niềm vui thứ nhất là Quang Hải đã được ký hợp đồng với Công an Hà Nội. Và điều thứ hai nữa là sinh được cậu quý tử đầu lòng là cậu con trai. Tôi nhất thì là vinh dự và hạnh phúc thấy con mình ký kết với câu lạc bộ Công an Hà Nội hôm nay. Nói chung là tất cả chuyên môn và về tương lai thì tất cả của đều ý nguyện của Quang Hải. Thế nhưng mà trong quá trình mà về thì nó cũng Hải cũng có nói chuyện với gia đình thì bố mẹ như chúng tôi cũng mong muốn là thôi thì con chẳng gì bằng, thứ nhất là mình là người Hà Nội, thứ hai là thế thôi bây giờ là con cũng có gia đình và có con gái rồi thì mẹ cũng mong là con ở gần nhà để cho nó
được gần vợ bằng con, mới được gần gia đình, để ký kết với công an Hà Nội.